lát chị sẽ share màn hình luôn, em có thể nói theo cái mà chị show. Ok. Em sẽ giới thiệu cái context của bài trước, xong thì mình sẽ giúp nhóm trình bày cái phần problem, và em sẽ trình bày tiếp phần solution. Ok, cảm ơn mọi người đã join buổi thuyết trình của nhóm em. Thì cái vấn đề mà nhóm em đang chọn là vấn đề về physical activity, là những người mà không có tập luyện thường xuyên. Và cái tên của app là Fit Buddies. Tên chỉ pre-em vậy thôi, cũng không có, mọi người cũng sẽ không hiểu nó làm gì đâu. Thì cảm ơn team thì gồm có Đạt, Hiền Minh và Mai đã cùng nhau làm cái bài này. Ok, chắc là em pre-em cái expectation một xíu. Thì nhóm em đến đây để học, cho nên là tụi em làm bài là để học thôi, chứ không phải là để làm cái bài thật là xuất sắc. Nên nếu mà nó dở thì cái đó maybe là by design chứ không phải bất nha mọi người. Ok, mời Hiền Minh nha. Ok, cảm ơn chị Vi. Xin chào chị follow em. Thì ok, hello mọi người. Để mà mình tìm được là vấn đề nào mình sẽ giải quyết trong cả một cái problem lớn là lack of physical activities, và mình tìm ra được cái solution, thì team em sẽ narrow down lại trước một xíu, là mình sẽ tập trung vào những cái bạn trẻ mà có mục tiêu là tập thể dục và để đạt được một cái mục đích nào đó của riêng mình. Nó có thể là đẹp hơn, body đẹp hơn, dễ tán gái hơn, sức khỏe tốt hơn, và họ mong muốn, quan trọng là họ mong muốn tạo lập và duy trì thói quen luyện tập và lối sống lành mạnh của mình. Và để có những cái này thì quan trọng, một cái quan trọng hơn nữa là họ đã có cái ý thức, gọi là, có nghĩa là họ đã có cái nhận thức về việc là cái việc tập luyện sẽ giúp bản thân họ như thế nào. Và cái vấn đề mà những cái người này đang gặp phải là họ chưa có thể tạo được và duy trì được cái thói quen luyện tập của mình cách hiệu quả, có nghĩa là một cách hiệu quả nhỉ? Một cách hiệu quả và mang lại cái giá trị cho bản thân và đạt được cái mục tiêu mà mình đề ra. Thì để mà cái việc interview user nó có kết quả đi, thì mình sẽ tập trung, thì bọn em sẽ có 3 câu hỏi nghiên cứu. Thứ nhất là thói quen hiện tại, bọn em sẽ tìm hiểu việc là thói quen hiện tại của những cái bạn ấy sẽ như thế nào. Hay là động lực nào khiến cho các bạn ấy muốn tập nhiều hơn, hay là cái điều gì cản trở, hoặc là cái điều gì thúc đẩy các bạn ấy duy trì được cái thói quen tập luyện. Thì để cho mà mình không miss bất kỳ một cái gọi là một cái trải nghiệm nào trong cả cái hành trình của một người interviewee, thì bọn em sẽ chia các cái câu hỏi ra theo các cái bước của job map, và bọn em sẽ tập trung chính vào bước prepare và execute. Để bọn em, cho nên bọn em sẽ ở Zoom là người, thường một người sẽ gặp vấn đề nhiều nhất trong hai cái bước này. Thứ nhất là trong prepare là làm thế nào để có động lực, và execute là làm thế nào để tập đúng có hiệu quả và làm thế nào để duy trì. Thì target interviewee của team em thì sẽ là những người mà có cái nhận thức về việc là tập luyện có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và đến sức khỏe thể chất và tinh thần, tuy nhiên thì chưa thể duy trì được một cái thói quen tập luyện. Và những cái người mà những người interviewee của em phỏng vấn thì được chia, có nghĩa bọn em sẽ chia họ theo hai cái dimension. Thứ nhất là về cái cường độ tập luyện của một người, thứ hai là về cái thời gian mà họ có thể duy trì được cái thói quen đấy nó lâu đến mức nào. Thì khi mà bọn em interview thì bọn em nhận ra những cái pattern nó lặp đi lặp lại khá nhiều. Thế nên bọn em có tổng hợp ở đây là sẽ có rất nhiều bạn đến với cả việc tập luyện thể thao khi mà mọi người đang có gặp vấn đề về, không chỉ là về sức khỏe mà còn là về ngoại hình. Tại vì không chỉ là con gái muốn xinh mà con trai cũng muốn đẹp. Thế nên là mọi người muốn là bản thân mình đẹp hơn, quay đi của mình fit. Tuy nhiên thì thường là những bạn như thế, khi mà đến phòng gym, hoặc là đến, coi như là mình lấy context là phòng gym đi, khi mà mọi người đến phòng gym thì các anh PT luôn có xu hướng là mọi người sẽ bảo, ô bạn này em đang hơi thừa cân ở
thừa hơi thừa cân, hơi thừa mỡ ở chỗ này chỗ kia. Và đấy là cái cách mà một người ở sale làm một cái bạn như thế cần một người PT để hướng dẫn để cải thiện cái ngoại hình của mình. Tuy nhiên thì cái việc này nó gây ra một cái gọi là tác dụng phụ, tác dụng ngược, là nếu như mà một người đang có vấn đề về ngoại hình, mọi người còn bị chê như thế nữa, nó như kiểu đâm thẳng vào tim người ta vậy á, đâm thẳng vào tim đen, thì nó sẽ dẫn đến việc là mọi người cảm thấy bị đánh giá, cảm thấy bị phán xét, và nó gây ra cái ảnh hưởng về mặt tâm lý, là mọi người không dám đến một cái nơi đông người, mọi người muốn đến những cái nơi nào mà nó private để mọi người vẫn có thể tập, và trong khi đấy thì mọi người vẫn có thể cải thiện cái ngoại hình của mình. Và tất nhiên thì không ai mà có thể tập một mình được. Đấy là lý do tại sao mọi người tìm đến PT hay là tìm đến những người bạn. Cái hạn chế trong cái việc tập một mình thì những cái người interviewee thì họ cũng có nói là nó khiến cho họ thấy là họ không biết là mình cần tập như thế nào, cần đưa ra cái lộ trình ra làm sao, cái tư thế nào là đúng, cái tư thế nào là không, hay là việc là họ đã tập rất lâu rồi nhưng mà nó vẫn không có hiệu quả. Đấy là cái lý do mà mọi người sẽ luôn cần một cái người để hướng dẫn, một cái người để tập luyện cùng. Thứ hai nữa là khi mà có người, giống như mà khi mà mình có người giám sát thì mình sẽ có tập trách nhiệm hơn, tập đúng form, tập đúng dáng. Có người cổ vũ, hay là có người cổ vũ là ô, sắp đến rồi, sắp đến rồi, thì mình cũng sẽ đi theo cái hướng đấy. Và khi mà tập một mình ý, thì cũng sẽ có một điểm là họ bắt đầu, khi mà bắt đầu đạt được cái giới hạn rồi thì sẽ rất khó để mà họ vượt qua cái giới hạn đấy nếu mà không có hỗ trợ về mặt tinh thần. Và đấy chính là lý do tại sao mà thường thì mọi người sẽ cần một cái người bạn hoặc là người hướng dẫn để mà push mình lên. Và cuối cùng thì đối với những cái người mà đã duy trì đã hình thành một thói quen tập ở cái giai đoạn sớm rồi ấy, thì họ sẽ cần thì đôi lúc ấy, họ sẽ gặp vấn đề về việc là ví dụ như kiểu nhà xa quá hay là hôm nay mệt quá không muốn đi tập. Và nếu như mà cái việc đấy nó diễn ra thường xuyên thì mọi người sẽ những cái người interviewee của em có nói là mọi người sẽ có xu hướng là từ dần dần bỏ tập luôn. Và những cái lúc như thế thì chỉ cần đến được phòng tập thì nó là một thành công rồi. Và từ những cái data point này, những cuộc phỏng vấn như thế thì em có 6 cái job story. Và đối với cả 6 job story như thế thì em sẽ chia vào các category, các cái job story category, và chia vào các bước job map. Và sẽ đánh giá những cái job story này dựa trên 4 yếu tố. Là thứ nhất là cái cái mức độ underserved của cái problem đang như thế nào, cái chỉ số này nghĩa là những cái giải pháp hiện tại nó đang giải quyết được cái problem, cái vấn đề của người dùng, cái job story đấy ra làm sao, nó có thực sự là giải quyết một cách triệt để chưa. Thứ hai là về tính cấp thiết, là nếu như mà job story này không được giải quyết thì người dùng có bao nhiêu phần trăm, cái mức độ như thế nào là họ vẫn sẽ đến cái phòng tập, họ vẫn duy trì cái mức độ tập luyện đấy. Thứ ba là về cái tính phổ biến, là liệu rằng có nhiều người gặp cái vấn đề này hay không. Cuối cùng là tần suất lặp lại của vấn đề, là đối với một người thì cái vấn đề này họ có thường xuyên gặp hay không, gặp ở nhiều nơi hay không. Thì đấy là cách mà bọn em đánh giá. Thì sau khi bọn em đánh giá thì bọn em có bọn em có quyết định là sẽ chọn hai cái job story. Thứ nhất là sau job story thứ nhất là sau mỗi buổi tập thì tôi cảm thấy đau đớn về mặt thể chất, tại vì mình bị tập quá cái sức chịu đựng, thế nên là những cái cuộc sống thường ngày nó bị ảnh hưởng, cảm thấy mệt hơn nhiều, và cũng có nhiều cái yếu tố ngoại cảnh như là khoảng cách đến chỗ tập, thời tiết, hay là không giữ được cái thói quen tập luyện thì nó sẽ rất khó khăn với họ. Và lúc đấy thì tôi muốn có thêm những cái động lực khác để mà mình có thể bắt đầu một cái buổi tập nó dễ dàng hơn, và xây dựng cái thói quen, xây dựng và duy trì cái thói quen tập luyện. Job story thứ hai mà team em muốn tập trung, tại vì job story này là việc là một người không tự tin về cân nặng và ngoại hình của mình và từng bị body shaming bởi những cái người xung quanh, và cái
việc là bị body shame như thế này thì cả dẫn đến là việc họ không thấy thoải mái trong cái môi trường tập thể thao hiện có, và họ muốn tìm được một cái cộng đồng mà giúp đỡ nhau tập mà an toàn về mặt tinh thần, mà không bị đánh giá hay là chê bai, và từ đấy thì họ cảm thấy được an toàn, đồng cảm và truyền cảm hứng khi mà tập luyện. Thì đối với cả problem job story đầu tiên thì cái mức độ underserved của problem thì bọn em cũng có nghiên cứu qua một số các cái giải pháp hiện tại. Thì bọn em thấy hiện tại đang có ba cái giải pháp chính, một là các cái khóa học, các cái bài giảng về phương pháp tập luyện trên internet hay là social media. Thì những cái phương pháp này nó sẽ phù hợp với cả những người mà có đủ sự quyết tâm và có đủ cái khả năng tự học cao, mà đã xây dựng được cái thói quen và bây giờ họ chỉ cần một cái technique thôi là tập đúng là được. Thứ hai nữa là những cái app tracking số giờ tập và mục tiêu. Những app này thì cũng có khá nhiều, thì kể cả Apple cũng có riêng một cái app của họ. Những cái app này thì rất phù hợp với những người mà đã xây dựng thói quen và dần dần cải thiện được các cái chỉ số rồi. Và cuối cùng là những cái cách để mà mình, những cái solution để mà họ tìm được những người tập trung, ví dụ như lên các cộng đồng ở trên Facebook hay là Track, hoặc là đến phòng gym và tập cùng, làm quen với những người xung quanh. Thì những cái giải pháp này thì nó sẽ phù hợp với những người mà kiểu không quá quan tâm đến việc là người khác nghĩ gì, không sợ người khác đánh giá về bản thân. Thì vì là bọn em define ra hai cái job story này là quan trọng và nhiều người gặp phải, tuy nhiên thì những cái giải pháp hiện tại thì nó chưa giải quyết được hai cái job story này, chưa có giải pháp nào mà khiến cho người dùng cảm thấy thực sự là an toàn đối với cả ở trong cái môi trường mà mình tập luyện, và không, và chưa có cái giải pháp nào mà khiến cho, có nghĩa là kéo người dùng ra khỏi cái sự gọi là lười hay là ì của mình để mà có thể đến được cái phòng tập. Thì giải pháp hiện tại của bọn em sẽ giải quyết hai vấn đề này. Thứ nhất là tạo ra được một cái môi trường mà người ta cảm thấy an toàn, và thứ hai là tạo ra một motivation để cho người dùng xây dựng được thói quen tập thể dục. Vậy thì giải pháp này sẽ như thế nào? Chị Vi sẽ present. Ok, cảm ơn Hiền Minh. Ok, em sẽ nói về cái solution mà tụi em come up with. Thì cái như là Hiền Minh đã nói, thì hai cái job story mà tụi em target để giải quyết, đó là thứ nhất là mình muốn tạo ra được một cái chuyện là mỗi cái lần initiate một buổi tập của user thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Cái thứ hai là mình muốn tạo ra được cảm giác là user đang tập luyện trong một môi trường an toàn, để họ có thể được cảm thấy đồng cảm và truyền cảm hứng khi mà tập luyện. Thì cái đối tượng mà tụi em muốn hướng tới cho cái app này là những người đã có nhận thức về tầm quan trọng của việc tập luyện thể thao rồi, và họ có mong muốn xây dựng một thói quen tập luyện. Tuy nhiên thì họ có khó khăn trong quá trình xây dựng thói quen này. Mục tiêu của app sẽ là giúp người dùng tạo thói quen tập luyện thể thao một cách bền vững. Và cách thức mà tụi em làm việc này đó sẽ là tụi em nghĩa là app này đúng là để build một cái habit. Thì tụi em có dựa trên cái mô hình habit loop, là gồm có Q là một cái chỉ ý nào đó để mình biết là bây giờ mình nên đứng lên tập. Tiếp theo là routine, là cái việc tập, và cuối cùng là cái reward cho việc tập đó. Thì tụi em sẽ dùng positive reinforcement để mà build ra cái habit này cho user. Đồng thời thì tụi em sẽ xây dựng một cái sense of belonging và một cái accountability, là kiểu một cái sự cảm thấy có trách nhiệm cho user, để tạo ra cái cue cho việc tập luyện. Rồi cuối cùng là tụi em sẽ dùng gamification để thêm những cái yếu tố nữa để tạo ra reward cho việc tập luyện. Cuối cùng là tụi em sẽ muốn tạo ra một môi trường an toàn để người dùng có thể chia sẻ cái hành trình tập luyện của mình và cảm thấy được khuyến khích để tập luyện. Thì briefly về cái tính năng của app là trong cái job map thì tính năng đầu tiên sẽ là user có thể tạo một cái mục tiêu mới, sau đó hoặc là user có thể nhận lời mời để tham gia một mục tiêu mà bạn bè đã tạo.
Trong lúc tham gia mục tiêu thì user có thể check in và check out mỗi buổi tập bằng cơ chế là giống như app Locket, thì mình sẽ chụp hình real time ngay lúc đó để mình chứng minh là mình đã đang đi tập. Thì app sẽ ghi nhận cái timestamp của user để mà ghi nhận cái session tập đó bắt đầu lúc nào và kết thúc lúc nào, thì tương ứng là user đã tập trong bao lâu. User có thể theo dõi tiến độ của cả nhóm qua một cái màn hình về chi tiết của cái goal đó. Và cuối cùng là để củng cố động lực cho user thì user có thể theo dõi hoạt động của bạn bè. Bạn bè mình đã đi tập bao nhiêu tiếng, có thể tương tác với cái nội dung đó. Rồi đồng thời là cũng có thể xem lại cái bộ sưu tập giải thưởng của mình để cảm thấy được khích lệ để tiếp tục tập. Rồi thì tụi em chọn cái solution này á, lý do là thứ nhất là như những cái job story hoặc là những cái insight nãy giờ Hiền Minh có present, thì bây giờ mình cảm thấy là việc có động lực vào mỗi buổi tập đối với user là rất khó và nó sẽ không ổn định và nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh, có quá nhiều rào cản cho cái việc tập đó. Thì sau mỗi lần tập cơ thể có thể đau nhức, ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của cuộc sống, hay là mình cảm thấy không được welcome bởi cộng đồng những người đi tập xung quanh, hoặc là logistics của việc đi tập quá phức tạp như là thời tiết hay là khoảng cách giữa nhà với chỗ tập. Thì solution của tụi em là sẽ đối với những người không có điều kiện lý tưởng để mà tập luyện á, thì mình cần tạo thêm nhiều cái động lực bên ngoài nữa để có thể hỗ trợ họ tạo cái thói quen này. Thì cũng là một sự cố gắng tạo thêm những động lực bên ngoài để họ tập thôi. Dĩ nhiên là nó cũng không guarantee cái sự thành công, nhưng mà tụi em nghĩ là nó là một bước gần hơn đến cái sự thành công. Thì cái này chỉ là cái breakdown của cái solution của tụi em. Thì nó sẽ gồm có một cái sense of belonging, một cái tính có trách nhiệm đối với một cái goal chung của nhóm, một giải thưởng tạm gọi là hữu hình, tại vì user sẽ nhận được những cái reward sau mỗi cái goal thành công, và thêm nữa là một sự công nhận của bạn bè của mình vì user có thể chia sẻ về quá trình tập luyện của mình. Trong 4 phút cuối thì em sẽ briefly walk through cái workflow để mọi người dễ mường tượng hơn về cái app. Thì khi bắt đầu thì user sẽ chọn một cái goal để tham gia. User có thể là cho một cái goal có sẵn hoặc là tạo một cái goal mới và mời bạn bè mình tham gia. Trong quá trình sau khi đã có một cái goal để tham gia rồi thì user sẽ có thể track những cái progress của mình. Nếu mà goal đã hoàn thành á, thì user sẽ có thể collect cái reward đó và thêm cái reward đó vào bộ sưu tập những giải thưởng của mình. Về ORD thì tụi em sẽ có một số những cái object chính. Thứ nhất là user dĩ nhiên, và thứ hai là exercise session, nghĩa là mỗi buổi tập, thông tin của mỗi buổi tập. Thứ ba là goal. Thì mỗi buổi tập nó sẽ được associate với một hoặc nhiều goal, nghĩa là em có thể tập một lần và nếu như em đang join nhiều goal á, thì em có thể track cái buổi tập này cho nhiều cái goal như vậy luôn, hoặc là một goal đó tùy em. Ngoài ra thì một goal cũng có nhiều user, thường thì mình sẽ tập theo nhóm để mà mọi người sẽ thúc đẩy mình thêm, còn tập một mình thì không có cái sense of accountability đó. Em sẽ skip qua cái ERD bên đây. Phần activity diagram thì em nghĩ là cũng có thể skip. Cái tụi em cũng đang present nó theo cái hướng là theo cái job map, sign up, login, create goal, invite, track progress và view feed. Thì mọi người có thể xem thêm ở trong file. Đối với wireframe thì em sẽ walk through kỹ để cho mình mường tượng được những cái chức năng của cái app này. Đầu tiên là tạo goal, tiếp đến là tham gia một goal có sẵn hoặc là tạo goal mới. Tiếp đến là check in, check out và track progress. Check in, check out thì nó cũng đồng nghĩa với chuyện track progress. Ok, đối với bước tạo goal ha. Ở màn hình chính thì user sẽ
mình sẽ có một cái màn hình chính và user sẽ có thể bấm vào cái entry point này để mở ra màn hình tạo mục tiêu. Trong màn hình tạo mục tiêu thì user sẽ có thể key vô là mình muốn làm lại mục tiêu là theo số buổi tập hay là số giờ. Ví dụ như em có thể đặt một cái goal là 40 giờ trong vòng một tháng cho hai người, hoặc là em có thể đặt goal là bao nhiêu buổi tập đó trong vòng tháng đó. Và bởi vì nó là goal chung và mình muốn tạo cái thói quen cho tất cả mọi người trong nhóm luôn, cho nên mình cũng sẽ có thể cho nó đặt một cái goal tối thiểu của mỗi người để make sure là không ai bị bỏ lại đằng sau. Và chỉ khi mà tất cả những cái goal này được được satisfy á, thì mình mới tính cái reward là thành công thôi. Những bước validate thông tin thì nó cũng rau riêng nên em sẽ skip nhanh qua. Cuối cùng là ở cuối thì mình sẽ cho phép là add bạn vô cái goal này luôn. Và tụi em nghĩ là cái nhóm nó chỉ nên là nhóm nhỏ thôi để mà mỗi người đều có cái sense of accountability á. Còn nếu mà nhóm quá lớn thì sẽ mọi người sẽ slack và mọi người sẽ để người khác làm giùm mình. Cuối cùng là tạo thành công thì mình sẽ overview được cái goal đó một chút. User cũng có thể tham gia một goal có sẵn, có hai cách là họ được mời bằng username thì họ có thể đi vô và accept cái lời mời đó, hoặc là họ được mời qua một cái link thì họ có thể review sơ sơ về cái goal này và khi mà quyết định tham gia thì sẽ thấy được cái goal detail. Đến phần check in check out thì em sẽ present bằng prototype. Ok, đây sẵn tiện marketing cho Visually. Mọi người đang thấy màn hình loading đúng không ạ? Ừ, thấy rồi nha em. Ok. Rồi ở cái màn hình main thì em có thể bấm vô cái goal mà em muốn track, hoặc là em bấm vô cái nút này. Ủa phải, hình như chị đang thấy cái flow á, cái flow visually. Chưa thấy nó hiện lên prototype. Yeah. Để vậy xin. Rồi. Ở màn hình chính thì em có thể bấm vô cái goal mà em muốn track, hoặc là em bấm vô cái nút này rất quen thuộc giống Lucket. Rồi em sẽ phải chụp một cái hình real time, em không có lựa chọn để mà lấy một cái hình cũ lên. Giả sử là em chụp xong thì em sẽ overview được cái thông tin là mày đã bắt đầu tập vào lúc này, và đối với cái goal này thì mày cần tập đến ít nhất là 9:40 để buổi tập được ghi nhận. Sau khi nhận thì đây là em đã check in thành công. Em có thể là đi về màn hình home. Ở đây á, thì app nó sẽ tự động ghi nhận lại và để make sure là user không có quên check out. Để bỏ lỡ cái goal thì mình sẽ push noti đến phone của user sau tầm 40 phút gì đó. Ok, thì ở màn hình home em sẽ có thể chọn check out. Sau khi mà em tập xong đúng không, thì em sẽ check out một cái hình nữa. Ok, vậy là buổi tập đã được ghi nhận thành công. Và em có một option là em post một cái bài về cái buổi tập này, hoặc là em có thể skip, không sao hết. Nhưng mà em chọn post. Thì giả sử như là đây là cái buổi tập cuối cùng để mà hoàn thành cái goal này á, em sẽ nhận được một cái màn hình chúc mừng như vậy, thì có yếu tố gamify một chút. Rồi em có thể bấm thu hoạch cái giải thưởng này và sẽ được redirect về màn hình home của em để em coi được những cái giải thưởng trước đó của em luôn. Ok, vậy là xong hết cái flow check in check out mà là flow chính của app. Mọi người xem thêm một phút nha. Ok, đó là hết rồi đó mọi người. Thì có một cái em muốn nói là cảm ơn nhóm đã tham gia, cảm ơn những bạn interviewee đã đóng góp công sức, mỗi bạn tầm nửa tiếng, một tiếng gì đó. Và có những thứ mà tụi em wish là tụi em đã làm tốt hơn. Ví dụ như là ban đầu thì có thể là narrow down những cái target interviewee, những vấn đề mà họ có gặp phải, thì những cái data point của mình nó sẽ dày hơn và mình focus hơn.
Thứ hai là tại vì cái app này nó rely nhiều lên cái chuyện gamify để mà nó có thể tạo động lực cho user, nên là đáng lẽ là có thể dive more vào trong cái khu vực gamification đó để thêm nhiều yếu tố gamify hơn nữa, thì em nghĩ là nó sẽ ok hơn. Cảm ơn mọi người. Nice. Đỉnh 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 đỉnh. Ủa nãy em disclaimer dữ quá làm chị có low expectation xong cái nghĩa nó là như vậy. nó hay vậy quá Rồi. nghe kiểu bị thao túng rồi, Để nhá. bị Rồi thao túng rồi, em tốn mật không bao giờ là thừa cả. Hãy thao xem có túng bệnh. Ok thì chị định hỏi là sao có cơ chế thưởng mà không có cơ chế phạt, nhưng mà chị thấy phút cuối em có declare cái limitation rồi nên chắc cũng không cần phải dive chi tiết vô cái đó, thì chị nhiều có coi anh phải gạch đi lắm. kiểu Đi quen luôn rồi. nhưng mà đúng là chắc là mọi người cũng đã aware hết được những cái hạn chế của bà làm rồi, xong chị đấy là chắc là do không kịp thời gian với lại chọn ưu tiên thôi, nên mọi người ok thì chị khen chút xíu ha, thì nãy em biết sao tự nhiên bài của nhóm Phúc có nhiều cái để khen lắm nhưng mà quên không khen, xong anh em hơn là anh em khen giùm rồi. Còn bài của nhóm Vi ha, thì chị thấy là Hiền Minh với lại Vi thuyết trình đều rất là cuốn, rất bánh cuốn. Đầu tiên thì mọi người chị thấy mọi người có narrow down được cái xác mình với lại cái vấn đề, thì chị khá là appreciate cái câu chuyện đó để mình giúp cho cái bài làm của mình nó không bị rộng quá. Bố cục của mọi người thì rất là rõ ràng. Lúc mà mọi người à nãy chị có nói cái ý này rồi là nãy Hiền Minh nói chuyện nghe khá là cuốn, ví dụ như là sẽ có những cái khốt cụ thể về BT như là bị béo quá hay gì đó, thì nghe cũng rất là đồng cảm mất nghe, ý là nghe cảm thấy real. Một cái nữa chị đánh giá cao mọi người là có thể là nó chưa có được trọn vẹn nhưng mà chị thích cái cách mà mọi người có những cái rationales cho những cái việc mà mọi người làm á. Tức là chị chưa có nói là nó hiệu quả hay không nha, nhưng mà chị thấy là mọi người có vẻ là đều đã suy nghĩ là tại sao mọi người làm cái đó hoặc là không làm cái đó chẳng hạn. Và bonus là mọi người có dùng những cái framework như là BMAT, hoặc là chị thấy có một số những cái concept chắc là khoa học hơn, để đánh giá những cái solution hiện tại và để đánh giá cả cái solution của mọi người nữa, thì chị nghĩ cái đó là một cái good starting point. Và chị chưa nói là cái cách mà mọi người implement đã chuẩn hay chưa nha, nhưng mà chị nghĩ là chỉ cái việc mà mọi người nghĩ về cái việc mà dùng những cái framework khoa học để đánh giá những cái solution đang có hoặc là solution của mọi người, thì chị thấy đã rất là good start rồi. Ok thì đó là comment của chị, chắc là bắn qua anh em với thằng ha. Ok, đây là đấy anh em trước ha. Ok, rồi. Cái tốt thì anh nghĩ là cũng giống như Daphne nói, mọi người thuyết trình khá là ổn, với lại cũng có rào trước đóng sau. Một số cái limitations cũng khôn đấy. Ok, thì một số cái anh nghĩ anh cũng có comment rồi, nhưng mà trong phần already có một số cái mà anh nghĩ là mọi người có thể là chưa 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 take into account. Thứ nhất là này có comment rồi nữa, nhưng mà tại vì mọi người data object nó không có cái group, thì đồng nghĩa với việc đó là bây giờ mọi người sẽ phải tạo ra cái goal, sau một cái goal đi, mọi người sẽ phải tạo ra một cái goal mới và invite tất cả những bạn bè vô. Đó là cái thứ nhất. Cái này anh có share rồi. Cái thứ hai á là thiếu một cái data object liên quan đến chuyện friend list, tại vì không biết là mọi người đang invite như thế nào ha, không biết mọi người đang invite như thế nào, thì không lẽ là mỗi lần mà tạo goal á, là mọi người sẽ phải gửi tin nhắn cho bạn bè. Thì thường các cơ chế, các app nó sẽ có cơ chế để mà implement cái friend list, thì chỉ cần invite vô cái friend list đó thì lần sau invite đó, nó sẽ từ cái friend list chứ không phải là từ cái danh bạ điện thoại nữa. Đó là một cái nữa. Rồi một cái nữa liên quan tới already á, là thí dụ như một thằng mà nó không làm thì sao? Tại vì cái goal bây giờ nó phải hạt hạt code vô cái chuyện là session, một session là bao nhiêu phút, hoặc là đó là mỗi người bao nhiêu session đúng không? Thì thí dụ như là nhóm có 4 người, một thằng nó drop off đi, nó lười, hoặc là đụng xe hay sao đó, không không đi tập thể dục được, thì coi như là cái goal đó nó cũng mình phải tạo lên một cái goal mới, chứ không có cách nào để mà mình remove cái người đó ra khỏi cái goal cũ, ít nhất là theo cái already hiện tại. Thì đó là một số cái comment, nó cũng cũng không phải là nâng cao, nhưng mà nó realistic, nói chung là những cái mà nó mọi người sẽ gặp thực tế đâu, mọi người cố gắng implement cái này. Một điểm cuối là cái already này thì mình thấy mọi người cũng có bảo là
Một goal thì có nhiều session và một session thì cũng có nhiều goal đúng không? Thì nó cũng hơi phức tạp nha, hơi phức tạp. Đương nhiên là vẫn có thể đi theo hướng đó nếu mà mình đủ rationale. Tuy nhiên là nếu mà mọi người làm cái already nó phức tạp thì mọi người sẽ phải handle khá là nhiều cái logic. Thí dụ như là cái việc mà khi mà tập một cái session mọi người phải explicitly chọn coi là cái session đó nó tương ứng với goal nào. Thì đó là một số cái mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái user experience của người dùng. Thì yeah, nói chung là đó là những cái trade off thôi, cũng không phải là gọi là gì. Thì nhìn chung là bài này khá là ổn ha. Chỉ có phần already thì có một số cái mình đánh giá là có thể cải thiện thêm. Tuy nhiên là cũng mọi người có include những cái check khá là quan trọng và ok rồi. Thì đó là phần comment của Thành. Ok, nice. Chẳng hạn anh em cho anh 30 giây. Nào, anh nhiều lắm. Dạ, sấy sấy cái gì quan trọng hơn được không anh? Chắc là Còn ở lại anh gửi. cái thì anh thấy mọi người làm cái batch này thì chắc cần phải gắn với cả cái user này, chứ batch gắn với cô thì lúc nào mà cô xong rồi thì lại đi luôn, lại xem lại từ đầu. Thì riêng cái gamification, cái batch nó đóng cái vai trò như là investment này, thì nó cần thiết là phải gắn với cả user hơn, long term hơn. Khen nhanh nhưng mà quan trọng. Anh thấy tuy là mọi người có disclose về cái converge nhưng mà anh thấy mọi người đã convert khá rõ ràng cả về phần problem, cả về phần target audience luôn. Với cả nhất nhất là cái mọi người nói là có nhận thức, đã có nhận thức rồi chứ không phải có nhận thức rồi cần xây dựng một thói quen, thì anh nghĩ là cái đấy là một cái define. Đối với anh thì là rộng nhưng mà đối với cả cái context của bạn thì anh thấy nó đủ hẹp rồi. Với cả có empathy khá cao, cái này thì cũng giống với cả cái Daphne vừa nói, thì mọi người có thể ví dụ luôn về cái việc là sale nó hay chửi mình là anh kéo này, anh này phải giảm thêm mấy cân nữa, xong rồi có thể đúng là kiểu demotivate thật, em mình cũng bị rồi. Thì mình thấy mọi người discover ra cái data point rất hay rồi, kể cả secondary việc mọi người observe trên social media cũng hay. Cái phần problem solution thì mình thấy mọi người apply gamification thì khá risky. Cái việc mà internal motivation hay external motivation mà mọi người không sử dụng kỹ là nó bị đánh nhau ấy. Có cái ví dụ là kiểu phạt cho người ta là 100 nghìn mỗi lần bị sai ấy, thằng người ta thấy cũng 100 nghìn cũng đáng, tức là người ta cứ sai suốt luôn. Xong rồi kiểu tỷ lệ sai nó tăng hơn, tại vì người ta bảo là không sao, có mỗi 100 nghìn ở đấy cần sử dụng khá là delegate. Nhưng mà mọi người cũng khiêm tốn là có một câu khá hay là nó không đảm bảo sự thành công nhưng chắc chắn nó đem gần lại hơn với sự thành công. Ui, câu này chất, đáng phải cho được vào cái quất Đâu, con nào đấy, con nào đâu? nó à không, các bạn nói xong rồi anh capture được. À, ok. Rồi thì cái cách sử dụng OD của mọi người cũng khá hay đấy. Đấy là cách sử dụng OD mà mình muốn nói, tức là cái OD mọi người nhìn xuống mọi người chỉ được ra là business tại sao nó liên quan đến nhau, tại exercise là nhiều goal hay như nào ấy. Nói phát là mọi người hiểu luôn cái business nó chạy như nào, thì mình nghĩ là cái đấy là cái cách sử dụng OD khá đúng. Nice, nice. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn nhóm của Vi, Hiền Minh, Đạt với lại Mai nha.